Hôm nay á, mình ghép một cây tiểu quý lớn nè các bạn. Cây này nó cũng lớn lắm, thì mình cũng chia sẻ thêm một clip về ghép cây tiểu quý nữa nha các bạn. Vô cây mai vàng giống Thủ Đức, mình ghép vô cây tiểu quý nha các bạn. Hôm nay mình ghép giống Thủ Đức. Thì các bạn để ý cái cây mà nó trồng cũng nay cũng 5 6 tháng nữa các bạn. Qua chi thì các bạn coi nè, nó lớn rồi nè. Các bạn thấy nè. Đó, bây giờ nó lớn, mình cắt ra nè bằng ngón đầu đũa nè. Nó lớn vậy là nó phát triển tốt rồi đó các bạn. Thì bộ rễ với chắc ăn rồi đó, lúc đó này mình mới ghép nha. Thì nó ngay, còn mình ghép ra thì xác sức nó làm sao nữa thì có do nó thôi, chứ mình không biết là cây nào mình ghép ra cũng thành công các bạn. Nói chung là ghép nó dính là 100% nó dính đó. Mình nói các bạn không tin thì mình có làm nhiều cây cho các bạn xem rồi đó, ghép thì dính 100%, có thể 99% đó. Còn để mà nuôi cho nó sau này cái cây nó có chịu hay không nữa là một vấn đề khác các bạn. Nhiều cây cây nó không hợp, nó không chịu. Thì còn ghép thì dễ lắm các bạn ơi. Nói chung là các bạn coi thấy y cho mình đi, ghép ai ghép cũng được hết á. Ghép cái này thì nói ngay, ghép bo đọt như của mình, ghép mắt mắt tược này thì các bạn muốn cây mai các bạn vô phân rồi các bạn ghép cũng được. Cây mai các bạn lấy bo mà các bạn có vô phân rồi các bạn ghép cũng được luôn nha. Còn ghép mắt thì nó hơi khó, ghép mắt thì nó vô phân rồi ghép nó cũng chạy. Rồi cây ghép trời mưa thì các bạn phải chùm chùm cái gốc lại, lấy bao chùm lại, chứ trời mưa mà nó vô nước nó cũng chạy nữa các bạn. Đó thì nó về nó mạnh, nó phát triển rồi nè, bắt đầu mình mới ghép mà các bạn. Chứ ghép sớm nó cũng không được. Trước mắt thì hôm nay tại vì mình ghép hai loại nha các bạn. Một loại thì mình ghép ngoài cái nhánh này. Còn thí dụ ngay cái đầu này các bạn thấy nó không có lên, mà nó lên nghịch vô đây thì các bạn ghép ở ngoài cái này. Như cái đầu này nó đâu có lên đâu thì các bạn phải ghép ngoài cái đầu này nha. Thì mình cũng nói nhiều lần cho các bạn á, nhiều khi các bạn ghép ở ngoài cái nhánh nhỏ này chứ nó lên chậm hơn là vô cái đầu này các bạn. Vô cái đầu này các bạn thấy nó dày, nó khó ghép, chứ thật ra nó lên rất là mạnh, nó lên trước đó. Thì trước mắt các bạn thì cũng như thường lệ thôi, mình có con dao dọc giấy mà các bạn mua một loại tốt á. Cái loại mà nó cái lưỡi nó khoảng 20-30 ngàn các bạn. Về về mình bóp bóp cho chặt vô đặng cho cái lưỡi nó không chạy ra chạy vô nè, dao dọc giấy để hồi mình nạy cái này nè. Và cái thứ hai nữa là con dao dọc giấy nhỏ xíu này là để một chút á, là mình lạng lạng cái thước nhỏ này nè các bạn, lạng này nè. Còn nếu mà mình lạng lưỡi lam á, nó sẽ bị phạm vô cái này, nó khó lạng lắm. Còn con dao các bạn nó cứng vậy là nhỏ nhỏ thôi, các bạn dễ lạng. Ngày thứ ba nữa là các bạn phải có cái lưỡi lam, là các bạn để vuốt bo kia cái lưỡi lam nè, rồi với băng keo điện thôi. Băng keo điện này các bạn đang dễ quấn á, dễ quấn cái này. Còn cái ghép ngoài cái nhánh nhỏ này nè các bạn, cái nhánh nhỏ này thì các bạn dùng cái dây này, thì cái dây để người ta cũng chuyên ghép mai nè các bạn, ghép cây giống nè, cái dây này kéo giãn dây giãn vô rồi nè các bạn. Giờ bọc ni lông với dây ni lông thôi, thì chủ yếu là cái công thức là mình chọn bo cho nó chính xác nè. Các bạn thấy cái bo của mình không nè, cái này là giỏ Thủ Đức nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó sung cái bo vậy, nó mập ú nù nè, nó chuyển qua màu nâu nè, thì các bạn nhìn nanh của nó nè. Đó, nanh của nó quá trời nanh không, thì bây giờ mỗi mắt các bạn lấy nanh nanh nanh, thì trước mắt các bạn sẽ làm như vậy đi. Đó, các bạn sẽ cắt vậy nè. Đó, các bạn cắt nói chung là chừa lại một miếng miếng thôi, đặng cho nó để cho mình ghép vô đó, đặng nó không có rụng rồi mình biết là thấy nó xanh. Này đa số mình cũng mùa này thì mình cũng khuyên nè, các bạn thấy nè, nó cắt vậy hết, nó quá trình anh không thì nó chuyển màu nâu vậy, cái tược mập vậy nó đừng có ra lá, thì các bạn ghép vô thôi. Đó, mình trước mắt là mình phải chọn cái bo cho tốt vậy đó, cái mập vậy đó. Đó, các bạn dùng con dao bằng cá thôi cũng dễ làm. Thì mình cũng khuyên các bạn hôm nay là cuối tháng 4 rồi, cuối tháng 4 rồi, qua chuẩn bị đầu tháng 4 sau rồi, nó cũng như các bạn nên ghép đi, chứ khi vô mưa quá, mưa quá thì dầm về quá, khi mưa quá cái cây nó cũng ghép mùa mưa nó ngay. Nhiều các bạn nói ghép nó khỏe khoắn nó mát, thật ra không phải đâu. Mình ghép nhiều cây mình biết là mùa nắng gắt vậy đó, nắng gắt vậy mình chịu không nổi ở bức vậy, chứ mình ghép vô là nó mạnh cây hơn các bạn ơi. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ ghép vô cái này trước. À, mình ghép vô cái này là cái đầu này nó cũng lên nè. Giờ mình sẽ ghép vô cái đầu này nha các bạn. Đó, ghép cái này là mình ghép vô thân nha. Này, các bạn thấy nè. Đó, cái chỗ đùng thẹo này các bạn lấy cái này các bạn lại lạng cái vỏ ngoài này chút. Đó. Giờ các bạn là nạy dày. Nạy lên là đó, thấy không? Các bạn nạy bề ngang cỡ gần một phân nha các bạn, sâu vô cỡ 2 phân. Rồi cái này các bạn làm hai cái đi. Nói chung là hàm hai cái được, là làm nhiều quá thì nó cũng nó dư, nó sống cũng dư các bạn ơi. Nói chung cây mạnh là các bạn ghép thì nó sống hết nè, ăn thua gì mình nuôi mình chăm nó thôi. Đó, này cũng dễ lắm đó. Các bạn nại khéo khéo thôi, mới làm thì nại khéo khéo cho nó, cái tay mình nó đừng có lãi cái hư cái vỏ đó các bạn.
chứ nó chóc cái vỏ đó thì nó cũng hư cái cây mình. Đây. Thôi bây giờ cái này như vậy. Thì các bạn lấy một mắt hai mắt gì cũng được hết đó, theo giống lúc này nhiều các bạn lấy hai mắt đi. Nè. Còn hôm trước là giống mình ít quá mình lấy một mắt, thì các bạn làm nhớ là nó càng ngắn cái xác suất nó càng sống nhiều nó mạnh nha các bạn. Đó các bạn vuốt cái mặt bên mé dưới nè. Nó vuốt đại sâu sâu lên cái mặt trên đi. À, thấy không đó. Vuốt như vậy. Rồi ở trên các bạn vuốt miếng thôi. Rồi các bạn gắn vô vậy thôi à. À, này cái chỗ hở nãy mình nãy rồi đó. Đó vậy thôi nó cũng dễ lắm các bạn ơi, quan trọng là sau này mình nuôi thôi. Đó thì các bạn coi theo mình làm theo đi ngay, chứ giờ nhiều anh em nói ghép không dính rồi ghép sao giờ nó ra nó xuôi nó không sung, những cái ra trước cái ra sau thật ra không phải đâu các bạn. Các bạn nuôi cái cây như mình đi nó mạnh vậy đó, dễ giờ nó cứng ở dưới rồi đó. Thì các bạn ghép vô xác sức nó mới hiệu quả. Chứ còn giờ cái cây mà các bạn nuôi nó không mạnh giờ các bạn ghép vô nó không phải là do mình ghép đâu. Nói chung ghép ai ghép cũng được hết đó. Đó, bây giờ mình quấn băng keo là thôi, quấn băng keo điện này các bạn cho nó dễ, quấn chừng 4 5 nụt là được rồi. Nói chung là nó nằm đó là nó dính thôi, nói chung với các bạn quấn dây ni lông hay quấn gì cũng được hết. Nhưng mà mình thấy là cái này là tiện lợi nhất, băng keo điện đi. Tại mình quấn vậy giờ mai mốt nó sống rồi nó cũng giãn, cái băng keo này da nó cũng không phiết, nó không gãy được. Đó, bạn thấy vậy thôi à, cũng đơn giản lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn nữa là bây giờ là mình sẽ ghép vô cái này nè, các bạn thấy là mình ghép vô, giờ mình ghép vô cái đầu này nha. Đó ghép vô cái đầu này. Như về trước mắt các bạn dùng nãy mình giới thiệu các bạn là vô dọc giấy nhỏ đó, các bạn sẽ lặn nè. Đó lặn vào cái da, đừng lặn vô cái gỗ nữa các bạn. Lặn đoạn dài dài cỡ 1 phân rưỡi đi, đó lặn vô vậy thôi. Nhưng mà mình cũng nói các bạn nhiều lần ghép vô cái đầu này sau này các bạn bợ kẽm dễ lắm. Nó dễ bợ, nó không bị xúc tét. Còn các bạn ghép vô cái nhánh mà mình đang ghép loại thứ hai nè. Thì bữa nay mình cũng hướng dẫn các bạn là hai loại ghép trên một cây mai. Thì nào đó các bạn gắn vô đây. Nhưng mà mốt cái này các bạn sơ ý là các bạn tháo. Mai mốt nó lớn nó phiết nó dễ bị gãy lắm. Các bạn phải bợ kẽm nha. Nó dài dài phải bợ chứ ngoài đó là nó khó bợ kẽm lắm. Dùng sợi dây này các bạn. Đó. Bây giờ mình quấn vô vậy thôi. Đó. Nói chung là mình bảo đảm các bạn là nó dính khoảng 99 100%, tại vì cây mạnh bo mạnh thì cái này nó đâu có gì đâu không dính, nhưng mà quan trọng sao này nuôi thôi. Đó này là hai loại ghép đó các bạn. Thì nè mình cũng hướng dẫn các bạn bột bịch nè. Thì bột theo kiểu mình thì nó cũng dễ lắm các bạn ơi. Nó dùng sợi dây ni lông nha. Mình xé cho nó nhỏ nhỏ thôi mà đừng có nhỏ quá, thì các bạn quấn vô á các bạn cũng kỹ có cái ý của nó. Nè. Chứ các bạn mà quấn vô mà các bạn buộc phải dây nó lỡ đứt cái nó tét cái này luôn đó, quấn hai cái. Giờ các bạn luồn cái này nè, hai cái nè, một nè, hai nè. Rồi các bạn siết vậy là nó cứ ngắt rồi, giờ cho các bạn tháo đi nó cũng không ra đâu. Vậy thôi đơn giản thôi đó. Thì bây giờ mình chia sẻ các bạn là ghép vô cái đầu này, loại đầu này với loại này, chứ đâu phải nó có mọc ngay cái định hướng mình đâu, thay vì nó mọc vậy các bạn ghép được nên mình sẽ cắt bỏ cái này luôn nè. À, mình sẽ cắt bỏ luôn. Để cho các bạn xem mình sẽ ghép vô cái đầu. À, bỏ luôn nha. Tại vì cái này nó đâu có ngay đâu, còn này mình ghép vô đây hai cái nè, mốt mình sẽ uống vào đây. Đó thì mình ghép nãy giờ đó các bạn, trời nắng quá nắng. Đó, các bạn thấy không, lúc này thì mình được cái bo nó mập lắm các bạn, nhưng mà bù lại thì nó da mình bảo đảm nó không có sung lẹ tốc độ mạnh như hổm 7 ngày các bạn ơi. Tại mưa xuống rồi. Nó chậm hơn là lúc hổm nhiều, lúc hổm nắng. Tại lúc này nó mưa xuống rồi các bạn ơi, thì mình ghép vô mình thấy vậy, chứ mình thấy chứ nó lên nó không có lẻ ngày như lúc trước đâu các bạn. Thì kệ nó chứ cái cây mình hổm chưa tới ngày giờ mình đâu có ghép được. Thì mình trồng chữ là mình chờ cái cây mình nó mạnh mình mới ghép. Thì lúc này bo nó rất là nhiều rồi đó. Bo Thủ Đức này thì lúc này nó nhiều rồi, mình ghép vô rồi được rồi. Qua lúc này mình lấy nó uống nù không, còn hổm thì nó nhỏ nhỏ không à. Thì mình cũng anh em cũng hỏi mình hoài là
mình ghép làm sao và tại sao của em ghép được chị anh đồ này kia, thì mình cũng giải đáp với các bạn là tùy theo các bạn muốn ghép gì là ghép, mình không có cản. Nhưng mà theo mình là cái mai bắt các bạn trồng đủ rễ đủ chi, khi mà nó đủ hết ráo mấy yếu tố đó rồi, sung là bộ rễ mạnh hay không, rồi các bạn ghép vô thì xác sức cây mai mình chơi có thể nó thành công cao các bạn ơi. Chứ mình đi mua cây mai về nó khó, rồi mình ghép liền hoặc là mình làm theo không đúng quy trình nó. Nói chung cây mai thì chơi các bạn thấy cây mai ghép từ cái bước đầu và tới khi thành công đó là nó có một quá trình nó dài lắm. Mình cũng nói các bạn nhiều lần nha, là mình là chia sẻ rất thiệt tình. Và biết sao nói vậy, là mình phải làm từ bước lúc mà trồng phá bầu, rồi chất trồng và nguồn nước, rồi thứ hai đó là tưới thuốc đúng nó, không bỏ phân phạm. Tuyệt đối nha, cây mai này mình trồng bữa nay là 6 tháng mình chưa bón phân các bạn, chỉ tưới NPK xịt phân bón lá thôi đó các bạn. Cái đó là mình nói thiệt đó, tại vì nó đâu có gì đâu nó ăn phân cho các bạn. Đó, nãy giờ đó các bạn, thì cái cây này nó cũng lớn quá, mình làm nó cũng hơi lâu nên là mình cũng làm tóm tắt lại cho các bạn xem thôi, chứ coi nó không, nó dài quá thì cũng y vậy thôi. Còn cái ngọn nè thì các bạn cũng lấy cái đọt vậy thì các bạn cũng vuốt y vậy thôi nè, nó vuốt mặt trong thì nhiều, mặt ngoài, mặt trên mặt đen đó thì mặt trên lá thì vuốt ít thôi đó, thì các bạn gắn vô vậy thôi. Nói chung là mình cũng khuyên các bạn nhiều lần thì chủ yếu là các bạn làm cái cây cho nó mạnh, nó mạnh lấy cái bo cho mạnh cái cây, mình đừng có phạm phân phạm gì hết. Thì các bạn trồng khoảng vài tháng thì mình ghép thì các bạn sẽ nuôi cái cây nó được hiệu quả và cái xác suất nó làm thì cái thành công nó cao các bạn ơi. Thì cái này là hôm nay mình ghép, cái này là mình cũng chia sẻ các bạn là mình ghép hai loại, hai kiểu ghép. Một kiểu là ghép vô cái nhánh của cái thuộc lên, một cái loại là mình ghép vô cái đầu của cái chỗ mà không lên được các bạn. Thì mình cũng nói là vậy chứ các bạn để ý ngay cái đầu của ghép của cái tuột không lên á, vô cái đầu cây bự này nè, thì các bạn thấy vậy chứ nó rất là dễ, nó dễ lên sau này các bạn dễ bợ kẽm dễ đồ lắm. Còn cái chỗ rồi đó thì mình ghép nó cũng xong cái cây mai lớn này các bạn ơi. Thì mình cũng chia sẻ hôm nay là các bạn thấy đó, mình chia sẻ mình ghép cái bọc nào thì mình trồng cái bọc đó các bạn, đừng để nó khô cái bo. Thì một loại là mình ghép vô cái đầu nè các bạn đó, vô cái đầu một loại thì mình ghép vô hai cái nhánh nè đó, đây cái nhánh nè, ở đây một cái nhánh nè đó, là nhưng mà cái này mốt nó ra mình có thể khó bợ kẽm đó các bạn, nó dễ gãi lắm. Mình vô cái đầu này thì dễ lắm nè, các bạn thấy vô cái đầu thì mốt quấn kẽm mình bợ thôi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ anh em lại thêm một clip mình về mà mai dở Thủ Đức là mình ghép vô cây tiêu quý nha các bạn đó. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là một điều thì cũng rất là chân tình, đó là để cho nó lâu đi, cây mình phát triển bộ rễ nhiều cũng như cây mai của mình nè, các bạn thấy nè đó, bộ rễ như vậy là nhiều lắm. Nhưng mình trồng nay cũng cỡ 6 tháng rồi các bạn, mình mới ghép mình không có được, chưa có bón phân gì lên đó các bạn đó. Thì mình cũng chia sẻ anh em thêm một clip ghép mai, thì anh em nào thấy mình làm thì cứ làm theo mình đi để được cây mai mà chơi, chứ cái này anh em nhà cũng tự làm được hết, chủ yếu là chăm thôi các bạn. Thì mình cũng xin chào tạm biệt clip này tại đây, mình anh em nhớ là đón xem những video mới của mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.